Sáng giờ mấy bà có thấy cái vụ mà chồng của bà Hằng Du Mục lên livestream không? Nó quá trời nổi không mấy má, tôi tóm gọn lại cái drama đó cho mấy bà nghe nè. Bà nào nhiều chuyện mà nghe không hiểu ha, tôi tóm lại cho nghe nè. Là ý của ổng nói á, là vợ của ổng đi làm mà cũng giống như là tới bây giờ còn chưa về nhà, điện thoại nhắn tin không nghe. Đó, sau đó là ổng mới nói á, đối với ổng á thì ổng rất là kiểu như là đau lòng vợ ổng là tại sao phải làm như vậy, hiểu không? Rồi á là đối với ổng á là kiểu như là đi bà này là đi ra đường á thì nói chuyện với người khác là mặt mày vui vẻ hơn hơn hở ha, còn về tới nhà là mặt mày ủ rũ kiểu như buồn bã, kiểu như là bực dập trong người ở nhà kiểu gì á, tính kiểu như ổng diễn tả vậy mấy bà hiểu không? Đó, rồi xong á ổng mới nói á, đối với ổng á trong mắt ổng á là tất cả mọi người dù là bạn bè về mấy người này nói chuyện ổng không hiểu, dù là bạn bè nhưng mấy trong mắt ổng là mấy người này vẫn là nam, ổng không thích điều đó nên thành ra tới là để bây giờ là ổng chịu hết nổi rồi, ổng phải bộc phát cái cơn ghen của ổng lên, mấy bà hiểu chưa? Rồi ổng nói là nếu được á thì ở tiếp, còn không được nữa thì có gì thì mình là lý dị kiểu gì, chứ con ổng bả còn nhỏ. Thì tôi nói mấy bà nghe nè, không có lửa thì không thể nào có coi cái clip đầu tiên của ổng ha. Trước đó là ổng đã có một cái clip là ổng nói nào là nè mấy bay thấy không, vợ tao nè nó like vậy nè, tao thấy tao còn thấy rất là đau lòng abcd này nọ tùm lum tà lá hết. Mà tôi nói mấy bà nghe, công việc mà gì miếng cơm manh áo mà, thì tôi nói thẳng mấy bà nè, bà này mà bà không có hết đi ai mời bà, ngồi đó mọc râu đi nha, không ai mời đâu nha ba. Đó, bây giờ vợ mình nó có được chút tiếng tăm, mà trong khi đó mấy bà biết làm trong cái nghề này mà tuổi thọ nó rất là ngắn, nó đâu phải là nghề tay chân mà kiểu như thủ công chẳng hạn, như về nghề tay nghề đâu, mà tay nghề nó theo mình suốt cuộc đời. Cái vụ mà nó hot lên theo kiểu là cộng đồng hận này là nó có thời gian, một thời gian sau á mà kiểu như lâu quá nhờn quá là nó kiểu như là nọ nữa thì ai mà giờ đang hot thì nhãn hàng này nhãn hàng kia có tên có tuổi người ta mà, đúng không mấy bà? Bởi tôi nói nghe, không biết mấy bà nhìn thấy ổng sao chứ tôi nhìn thấy ông này tôi biết ông này thuộc dạng là nhỏ mọn á, ghen là kiểu như ghen hàm hồ á, thở giờ đã người ta là đối tác, người ta làm ăn mà ổng còn đi ghen nữa. Thì tôi nói thiệt với bà luôn nha, bà này á, bà mà không kiếm ra được tiền á, bà ổng ở nhà ổng nuôi chắc có nước nuôi như nuôi kiển vậy đó, chứ không có cho bà này ra đường đâu. Tôi nói thiệt với bà luôn á, rồi đó cơ không hiểu là cái ông đang suy nghĩ cái gì trong đầu luôn nữa. Đó, tóm gọn cái đồ đàm ai vậy thôi ha. Nhưng mà tôi nói luôn nè, ai nhắn gửi được tới ổng thì nhắn giùm tôi cái, gửi đến chồng của bà Hằng Du Mục nè, Lý Hào Lão Bành, quỹ sĩ cơ duyên nào lượn được, quỹ cần đứng qua khỏi gì miếng năm hào ho. Nhi thiên ta miếng bài cho hào lắm, thiên bố miếng bài cho son lại đó. Quỹ khăn tao trai hoàng lộ, hình to đến sự kiện. Thế thì quỹ lớn quỹ ra, nhi mẫn lẹn cái công phố thơ cảm chính ha, nhi mẫn lẹn cái đó sự chính tuy hào trai trà, chuyện chuyện là, bây giờ mà tôi phang cho hoàng lộ, như hoàng lộ sĩ bảo tao lại được, thay dụ lẹn lẹn men, im men li, nằm mà im liêu mai men cho sự tuôn lại được. Xoay đây hào lại trai huy, chẳng tao nhi mẫn hình hào là. Ta sẽ phụ hậu đấy, thằng mình hơi thảo luôn tao, thì mình chắc chỉ tôi tiêu nền à. Xoay đây, chứ chồng bông xin sở tiêu nền là sự chính này đó. Nì bây giờ trai sang men thì bên chàng thì mất sự chu. Mấy cái nắng hay từ tôi sự chu tôi là, sự chẳng mấy giác sự chu bơ lơ. Chứ sự xuân, lì mau đó sự chu là. Yêu ta tôi cần nó sẽ ta sản phẩm lại cho nó chồng dự bộ. Tôi bất sự cân nắng hay từ chi quán, chi bắp thì men, enjoy. Sự bất sự. Xoay xô đây, nì chàng sẽ mua tông xì, quả lân huy nì cái xô là. Nì sự chu chẳng chỉ sự bất tuy là. Còn nếu nì là phong bút hồi thì mẹ chị bút hồi nì là tên hoa bút tả tên hoa hồi lại cái nì à sư tha đó thọ ta sư tha đó thọ mỉ ở xe nì nó mà dẫn trông đó thọ của lễ hội sư tư giang là chắc chữ á, bye bye.